Rồi bây giờ bữa nay mình sẽ nghe bài cho chị nghe bài cho Ba La nha. Đây là cái video mà Ba La đã ghi âm của cái Google Meet, tức là luyện âm thì sẽ có cái đúng có cái sai. Nhưng cái nào mà đọc mà sửa lại rồi đúng rồi thì mình không có cần sửa nữa. Cái nào mà thấy còn sai thì mình sẽ sửa nha. Đây là những cái âm bạn để sẽ đọc nè. Đó, thứ nhất là đọc những cái chữ, sau đó là đọc cái câu mẫu. Cái bài này mình lấy của thầy Dan Howard nha. Các bạn qua Facebook của thầy, ở lộn, qua YouTube của thầy là thầy Dan Howard. Được chưa? Đó. Qua đó là gõ 42 bài phát âm mà thầy dạy cho. Còn mình thì mình chỉ dựa theo cái đó mình học, mình dạy em mình xong rồi mình dạy cho các bạn mình sửa lỗi lại thôi. Chứ còn học là mình học nguyên y như của thầy dạy vậy đó. Ship. Đó, vô. Hit. Rồi, thì hên xui này 50-50 nè. Tức là bạn biết đọc nhưng mà đọc chưa có quen, cho nên là có lúc đúng, có lúc sai. Hoặc là Google nó hơi mát mát chút xíu, đôi lúc nó đúng, đôi lúc nó sai. Thì những cái Google Meet này á, thì đọc theo câu nó dễ nhận hơn. Đọc theo chữ thì nó hên xui lắm, được chưa? Đọc chữ nó sẽ rất hên xui. This. Nó hiện hai chữ this nè mà nó chưa hiện chữ it, thì chữ it trong câu á nó không có được nhấn, đọc là it nhẹ thôi. Ví dụ trên thử đọc cái coi nha, ví dụ trong câu ví dụ như là it's beautiful đó thì nó chữ it nó nhẹ thôi, đọc là it 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 nhẹ nhẹ thì nó có thể ra, nhưng mà đọc it là nó không có ra, nó ra chữ it kia, thấy chưa? Rồi tới đọc chữ is kia phải không? It's. Rồi. It's. Tới cái chữ to be này khó ra phải không? Nó ra chữ is này, tại sao? Is. Is. Tại vì cái y này là phiên âm là chữ z, cho nên đọc là is. Yeah. Chứ sẽ đọc chữ is thì nó ra đó, còn chữ is thì nó sẽ không ra. Hoặc là trong câu thường cái chữ to be nó cũng đâu được nhấn đâu, cho nên nó đọc nhỏ lắm, thường là người ta lướt qua rồi it's gì đó luôn, this is gì đó chứ đâu đọc là this is gì đó đâu. Is. Vẫn ra chữ is này đó. It's. It's. Rồi xuống đọc cái câu luôn, còn cái chữ ill mất tiêu rồi. Ill này là ill ha, đó ill. Rồi đọc cái câu nè, tại vì cái này rồi để cho mở ra cho nó to cho nó thể ha. It's little đọc ha. It's little. Rồi it's little được. Is this Ok rồi sao vậy, thành là this is your team rồi đó, nên bị rối rồi, phải là is this your team phải không? Lên giọng khúc sau is this, đọc thử nè, is this your teen, rồi ra chữ team luôn. Rồi is this your teen, is quên 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 chữ teen này mà, is this your teen, rồi teen luôn. Sao vậy nè, is this your teen, rồi đây nè, is this your teen rồi nè. Vậy là chữ teen này là đọc thành ra dài quá, nãy chị nhìn lộn. Chữ tin ngắn này là y ngắn thôi, là chữ tin tin nhẹ nhẹ thôi, tin một chút xíu thôi. Ok rồi tiếp nè, Is this your ok rồi, is it your tin nhẹ thôi đó, is it your tin nhẹ, chữ tin cũng như là tới đó, tin tới đó bang cái là hết rồi đó. Nhưng vô tim cái này hơi nặng. It's an important skill. Này chắc đúng rồi. Is an important skill. Ok. Hết một cái video. Rồi mình sẽ mở thêm cái video nữa nha. Em làm hai cái thì phải. Rồi. These. Rồi, để tôi mở cái này cho các bạn xem. Đây, đây là những âm bạn sẽ đọc ha. Rồi, chưa? 50-50. Chữ these đầu là đúng y dài. These.
Ủa không phiên âm vô ông? Không phiên âm vô đọc từ lưa là sao? These. These. Ok, nghe lại coi. These. Đó, chịu khó cực chút xíu. These là nó mới ra. Ôi, tắt một cái nghỉ luôn. À, nó phải là please. Mà chữ này thì cũng dễ đúng không? Tại vì chữ này mình đọc nhiều mà, cho nó quen mồm mà đọc please là nó ra liền thôi. Please. Xin. Xin. Ừ, chữ xin hơn xuân nè. Xin, trong đây nó nhận, của chị nó nhận nè, của em nó không nhận, của em bị ngáo rồi. Nói chung là đồ miễn phí mà các bạn đôi khi nó cũng hên xui ha. Nhưng mà đọc xin vậy được rồi đó. Tức là phải đọc là C-E rồi mới tới N. Xin. Đó, là được. Xin. 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 Y, banh cái miệng ra. Easy. Rồi, tới easy nè. Đó, phải đọc chữ y mạnh lên. Nó nhỏ, nó mạnh hơn cái chữ gì nó nhỏ xuống thì mới được. Easy. Eager là chữ G, là chữ E, eager lên. Evil. Evil. Ok, tới đó được. Xin. Vẫn tức cái Xin. chữ xin nè. Xin. Xin. Rồi, ra cái chữ xin giống vậy cũng được rồi Xin. đó. Cái chữ xin kia cũng có âm giống vậy luôn. He can see you. Ok, được. He can see you. Đúng. Thấy rồi. Gì vậy? He can see you. Đúng rồi mà. Does she believe me? Là chữ này bữa. Does she believe Does she believe me? Tại vì cái me? chữ Does does. she believe me? Ok. Không biết sao chữ does nó bị đớt nữa. Does, does, the, the. Bà la đánh cái lưỡi chắc lên chút xíu nữa. The, does she believe me? Còn cái chữ believe của em nó bị lướt qua believe mà believe believe không mà. Nhưng mà nó thành ra nghe là chữ leave me nè. Nhưng mà believe như khúc trên từ từ mình tĩnh đọc thì sẽ được. Does. Được chưa? Does she believe me? Đó, giờ được là chữ does. Believe me. Ừ. Believe. Rồi, khúc này vậy chứng tỏ là đọc được hết chữ rồi, nhưng mà ghép vô chưa quen. Vậy là phải ghép nhiều nữa, phải đọc nhiều hơn nữa, đọc câu này nhiều lên, nó chưa có trôi miệng. Thì chữ này nó khó là sao? Chữ does có âm cuối, chưa xong gì hết là đã có chữ she là có sh lên rồi. Tôi tắt cái này để nó phiền quá. Tức là nó khó sao? Câu does she believe me? Tức là ở đây chữ does có âm cuối, does là đã mệt rồi. She lại còn phải âm sờ cong lưỡi nữa ha. Believe lại có vờ e nữa, me. Đó, cho nên các bạn đọc cái âm cái chữ này hơi cực, hơi khó. Does she believe me? Does she believe me? Đó, thì nó sẽ khó. Đó, phải đọc cực khổ một chút xíu. Đọc nhanh cũng được, does she believe me? Nếu mà đọc quen thì does she believe me thì là được. Nhưng mà đọc để luyện âm thì phải đọc chậm lại rồi. Nó nói tiếng Việt vô cái nó từ vừa nó chán. Rồi tắt nghe tiếp xuống này. Unit one of these. Sai chơi chơi luôn á. Chữ này là chữ each. Đây âm y mà s đâu mà s. Nó là each. Each. Ok. Each of you needs one of these. Đây là cũng một câu khó nè. Tại vì chữ each là cái đuôi chờ nè. Chưa gì đó là of you là lối nói nè. Needs one of these giờ nữa. Mỗi lần mà có âm đuôi gì là các bạn quéo hết trơn. Each of you needs one of these. Được không? Đó, each of you needs one of the. Đó, nó khó là cái chỗ đó đó. Thấy chưa? Each of you needs one of these. Rồi, each of you nếu qua đi đó, khó. Cho nên đọc cho nó trôi vô. Mình đọc hú hồn kìa. Lưỡi cứng cả lên. Nó cười gì? Nó sai bét rồi nó cười. Trời đó, cười hết đọc nổi rồi phải không? Coi vậy chứ khó bạn. Không có dễ đâu nha. Nó đọc cũng lên bờ xuống ruộng. Đó là mình chỉ một buổi,
mình hướng dẫn một buổi nữa mà cũng tới đây thôi. Bởi vì sao mấy bạn còn phải đọc nhiều hơn, được chưa? Đây luyện, đây luyện để biết cách đọc thôi. Nhưng mà khi mà muốn nói chuyện với người ta thì sẽ nói sai như cũ à, chứ không có gì đâu. Tại vì sao? Tại vì chưa nói quen, chưa có quen miệng, nó chưa có thuần thục, mới ở mức độ là biết thôi, cho nên có khi đúng có khi sai hên xui đó. Nhưng mà nói ví dụ như là trên đó thì quen rồi, cho nên là nói vô là sẽ dính đó. Thì có cái mic này thì mọi người mới nhìn thấy cái lỗi sai nó dần dần ra đó, chứ còn không mọi người đâu để ý mọi người sai gì đâu, đúng không? Rồi, xài đồ miễn phí mà, cho nên nó hơi khó khăn đôi lúc ha, ráng cố gắng vượt qua nha các bạn.